Chào các bạn, hôm nay đồng hồ TV sẽ cùng các bạn tìm hiểu chiếc đồng hồ treo tường của hãng Maruman. Đây là thương hiệu khá nổi tiếng tại Nhật Bản, chuyên về đồng hồ treo tường và đồng hồ để bàn. Về thiết kế thì cái đồng hồ này khá đơn giản, chúng ta thấy có viền được sơn mạ bạc, còn mặt trong thì có màu hơi ngả vàng với các cái cọc số in rất là rõ ràng, cọc số tự nhiên giúp bạn dễ xem giờ. Và phần kim thì nổi bật với kim giây là kim trôi. À, kim giờ, kim phút là màu đen cùng tông màu với các cọc số. Mặt sau nó sẽ thấy mã đồng hồ, mã là BUP 138S, được sản xuất dành cho thị trường Nhật Bản. Máy thì họ sử dụng máy của hãng 123 số 8 là hãng Sun, khá nổi tiếng của Đài Loan đấy. Nó sử dụng một viên pin tiểu kích cỡ 2 chữ A. Cái núm này để các bạn xoay chỉnh giờ này. Cái ốc này để các bạn bắt vào treo tường. Cái lỗ này để các bạn đặt một cái viên pin sơ cua. Người Nhật họ rất là cẩn thận, hết pin cái họ lấy pin sơ cua lắp vào trên này. Thế còn về mặt kích thước thì nó sẽ có một cái đồng hồ hình tròn với đường kính là khoảng 30 cm, chiều dày của đồng hồ là khoảng 4,5 cm. Thì những chiếc đồng hồ như này là đồng hồ cơ bản, mục đích là treo xem giờ và nó chạy khá là chính xác. Thì nếu mà các bạn quan tâm tới chiếc đồng hồ này, các bạn có thể liên hệ đồng hồ TV theo số điện thoại bên dưới và đừng quên đăng ký kênh đồng hồ TV để có thêm nhiều thông tin về các loại đồng hồ khác nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.